Em chào mình, em đã quay trở lại với em Tùng Audio Hải Dương, lại tiếp tục lên đường trang thi âm thanh cho buổi chiều ngày hôm nay để gửi cho anh em khách hàng. Trong số đó là phiên bản lâng tiếng Lexus X88 được nhiều anh em khách lựa chọn nhất trong ngày hôm nay. Và em cảm ơn các anh em khách hàng khi tin tưởng hàng Tùng Audio Hải Dương với thiết bị lâng tiếng vô cùng quan trọng, giảm máy âm thanh, hỗ trợ góp phần lâng tiếng nhạc, lâng tiếng mic, rồi là anh em muốn tự mình tinh chỉnh các hiệu ứng âm thanh bass, trung, chét cho dàn máy âm thanh gia đình, các bác hãy liên hệ trực tiếp với em Tùng Audio. Giá hiện tại thì bên em đang xả là 1.100.000 đồng của phiên bản lâng tiếng Lexus X88. Anh em có nhu cầu có liên hệ trực tiếp bên em nhá. Ok, và hôm nay thì em cũng nhận được rất nhiều đơn hàng của anh em khách hàng, và tiện đây làm một video nữa về chất lượng âm thanh của Lexus X88 để các anh em có thêm sự lựa chọn hoàn hảo. Đặc biệt là chúng ta muốn lâng tiếng nhạc, lâng tiếng mic, muốn tự mình cải thiện các giải trở chức năng âm thanh, chế độ bass, trung, chép, hãy đến với cảng Tùng Audio và lựa chọn lấy một con lâng tiếng Lexus X88 Plus với thiết kế giao diện rất đẹp mắt và đầy đủ tính năng hiệu ứng chỉnh cơ cho anh em thao tác, chỉnh cho em các phím tính năng bass, trung, chép với những cặp loa full. Đây là giao diện thiết kế các bác đã được nhìn thấy rồi, ở phay nhôm màu đen dễ phối đủ. Phím tính năng thì anh em chỉ cần thao tác cho em với 4 phím chiết đa cho lùm cho loa trái, 4 phím chiết đa cho lùm cho loa phải cho anh em thao tác, và căn chỉnh cho em dạy bass, dạy tiếng, chế độ nhạc, dạy chép, 4 tính năng cho anh em. Đấy, và 4 tính năng này các bác nhớ là chỉ cần vặn thêm một cái đồng hồ thôi. Các phím chiết đa là xoay, vặn cho em tăng bên phải, giảm bên trái, 1 là dạy bass, 2 là dạy lời, 3 là chế độ nhạc, 4 là dạy chép. Tương tự thì bên góc tay phải mình cũng vậy các nhé, để anh em có thể tự mình tinh chỉnh được các hiệu ứng âm thanh của loa bên phải, dạy bass, dạy tiếng, chế độ nhạc, dạy chép, 4 tính năng cho loa phải cho anh em có thể thao tác đây. Rất đơn giản, không có gì khó khăn cả. Có thêm các phím tính năng nhỏ nữa, anh em nhớ cho em chuyển đổi tần số từ 50 sang 100Hz sẽ hỗ trợ trực tiếp vào dạy bass, trung, chép này, âm thanh đẩy ra một cái chế độ lực tốt nhất, bass, chép nó sẽ đẩy sang chế độ 100Hz đánh tiếng lực căng hơn. Và inner bass, lúc nào anh em cũng lưu ý cho em là khi chúng ta sử dụng lâng tiếng Lexus X88, các bác luôn luôn nhấn vào inner bass hiện đỏ nhé, để chế độ âm thanh được kích hoạt qua lâng tiếng. Như vậy là các dạy bass trung chép sẽ có hiệu quả công dụng. Còn nếu như các anh em nhấn inner bass mà chúng ta bỏ cái inner bass này, tức là chúng ta để đèn tắt đấy, ở inner bass không còn hiện đỏ nữa, thì nhạc quay trở về trạng thái hoạt động ban đầu, các dạy bass trung chép sẽ bị vô hiệu hóa, không có công dụng gì cả, âm thanh nó nghe kém tiếng hơn. Đấy, các bạn em lưu ý khi mà chúng ta đã sử dụng lâng tiếng thì luôn luôn nhấn inner bass cho em. Và lát nữa thì em cũng sẽ test luôn cho anh em lại một lần nữa về cái công dụng của inner bass, cái nút rất là quan trọng trên tất cả sản lương tiếng. Và ở trên này các bác đã được nhìn thấy một cái dải đèn led rất đẹp, nhiều anh em nhận hàng về cũng chưa biết cách nhờ làm thế nào để có một cái dải đèn led đẹp như thế này. Bên em Tùng khi mà giới thiệu sản phẩm thì nhiều bác đã thấy là cái đèn chớp ở hai bên này nó nhảy lên rất là đẹp đấy, nhưng mà khi nhận hàng về thì có khi là cái đèn của bác anh em nó nhảy rất là bé, tiếng nó tức là cái chế độ đèn đấy nó không được sáng, nó không được đẹp như thế này. Thì cái này cũng rất là đơn giản, cách mà chúng ta muốn có một cái chế độ đèn nét đẹp như thế này em đã hướng dẫn một vài video, em hướng dẫn cho anh em cách của chúng ta để có một cái đèn nét đẹp rồi. Chúng ta chỉ cần lấy tín hiệu, ví dụ như anh em lấy tín hiệu vào ấy từ điện thoại hay là từ tivi, thì các bác hãy cho cái âm lượng ở trên cái điện thoại đó to lên, âm lượng tổng trên cái điện thoại đó to lên, hoặc tivi anh em cũng tăng giảm tăng cái âm lượng lên, thì ngay lập tức cái tín hiệu nó vào nhiều thì cái đèn nét nó càng sáng, nó sẽ theo cái đường tín hiệu của bác nha. Đấy, và hai phím volume âm lượng tổng to trên này là hai phím volume kính A và kính B để cho anh em sử dụng thao tác tăng giảm âm lượng. Đấy, và khi mà chúng ta xoay cái nút âm lượng này thì cái đèn nó theo cái chế độ xoay của các anh em, chúng ta muốn tăng muốn giảm tùy ý nhá. Anh em nào chơi súp thì hoàn toàn có thể ghép nút súp trực tiếp qua đường cổng ca lông phía sau hoặc đường cổng AV, và có hai phím volume cho anh em sử dụng súp, cắt súp này, tăng giảm âm lượng súp. Với Luxo 88 thì rất nhiều chế độ lấy tín hiệu nhạc hiện đại rồi, USB, cổng quang, Bluetooth, đường áo trắng đỏ truyền thống cho anh em lấy tín hiệu nhạc với TV này, máy tính hoặc là điện thoại di động cấp vào. Và ngay bây giờ thì cùng anh em trải nghiệm âm thanh đến từ phiên bản nâng tiếng quá chất lượng Lexus X88, và rất nhiều anh em lựa chọn đặt hàng bên cửa hàng nhà em trong ngày hôm nay. Cùng anh em lắp tai nghe vào và trải nghiệm âm thanh đến từ phiên bản nâng tiếng Lexus X88. Trong quá trình test em sẽ nhấn rất nhiều lần nút lên này, và anh em hãy cùng tai nghe. Là chế độ nhạc thường, tức là chưa qua lâng tiếng, qua lâng, không qua, qua lâng, không qua, qua lâng, không qua. Đã được nghe trải nghiệm âm thanh giai điệu đến từ phiên bản nâng tiếng Lexus X88 đúng không ạ? Các bác nghe âm thanh thế nào ạ? Quá đã đúng không ạ? Khi mà chúng ta sử dụng lâng tiếng Lexus ấy thì các bác sẽ nghe được cái giải âm thanh vô cùng tuyệt vời và rất là sôi động. Đặc biệt là các hiệu ứng âm thanh bass, trung, chép nó đẩy cái cặp loa của anh em trở nên sáng tiếng ra phần chép.
bát đánh căng ngôn, được nghe âm thanh nó rất là chắc tiếng, nghe cảm giác như là mình vừa mới lắp thêm một cặp loa mới vậy. Nó đẩy cái tiếng nhạc lên khi mà chúng ta nhấn Interbass hiện đỏ đây. Còn nếu như các anh em nhả ra thì các bác đã được nghe thấy âm thanh nó lại chìm xuống. Các giải bass trung chép dường như sẽ bị hạ xuống một cái chế độ âm thanh khác, đúng không ạ? Đấy, khi mà chúng ta sử dụng lông tiếng phải luôn luôn nhấn Interbass cho em. Và công dụng của lông tiếng chắc chắn rồi, nó sẽ đẩy các giải âm thanh bass trung chép lên một cái tầm cao mới. Và nghe nhạc sẽ cảm giác như là chúng ta sẽ nghe được một cái cặp loa mới vậy. Sáng tiếng hơn, bass đánh căng hơn, nực hơn, sôi động hơn. Và lông tiếng mic, lông tiếng nhạc thì chúng ta sẽ sử dụng lông tiếng Alexio 8 là một trong phiên bản mà lông tiếng rất là nhiều anh em lựa chọn sử dụng và đánh giá cao. Và hôm nay thì bên em Tùng Audio lại tiếp tục lên đường phụ em khách hàng với phiên bản lông tiếng Alexio 88 Plus, giá thành chỉ có 1.100.000 đồng thôi, trong đó bên em bao ship toàn quốc và tặng giặc kết nối cho anh em khách hàng. Anh em đang có nhu cầu với phiên bản lông tiếng Alexio 88 liên hệ trực tiếp bên em Tùng Audio Hải Dương theo số điện thoại 0979629336. Và hôm nay thì cũng có rất nhiều đơn hàng của anh em khách đặt hàng với phiên bản lông tiếng Alexio này. Em gửi lời cảm ơn trực tiếp của em đến tất cả anh em khách hàng nhé. Chúc anh em nhận hàng ưng ý và có cho mình một dàn máy âm thanh chuyên nghiệp với phiên bản lông tiếng Alexio 88 Plus. Xin chào anh em.